hỏi tầm tiền 1 tỷ đổ lại nên tôi sẽ nghĩ về cuộc đối đầu giữa chiếc Toyota Cross phiên bản V và chiếc Ford Territory phiên bản Titanium. Điểm đầu tiên rất đáng nhắc tới ở đây là chiếc xe nhà Ford có kích thước rộng rãi và không gian vượt trội hơn khi đặt cạnh chiếc Toyota Cross. Bên cạnh đó thì với một phong cách tiếp cận khá là Trung Quốc, chiếc Ford Territory cũng có đồ chơi vượt trội so với đối thủ Nhật Bản. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, điểm mạnh của chiếc Toyota Cross đáng nhắc tới đó là mức độ chắc chắn ở dàn treo cũng như rất nhiều các yếu tố khác đảm bảo tính an toàn cho người Việt Nam, ví dụ như là thương hiệu mạnh, nguồn gốc nhập khẩu. Sức mạnh của động cơ ở hai mẫu xe này thì không có quá nhiều điểm phân biệt ở đây đâu, vì mặc dù chiếc Territory có sức mạnh trên giấy tờ là vượt trội với động cơ 1.5 EcoBoost, nhưng thực tế thì nó nặng hơn chiếc Toyota Cross tới 220 kg, thế nên tổng thể thì năng lực vận hành thực tế của nó không quá ấn tượng, đặt cạnh cỗ máy 1.8 rất tốt của chiếc Cross.